Đó, anh test cho anh em coi con khoan Kira tự động nha anh em. Con này là mã KRDG420B, xài cái motor 550W, đấu tụ chạy một pha 220V. À, cái motor riêng của nó là 3 pha 200V thì nó đấu tụ nó chạy một pha. Đó, chạy ok. Đó, tự động, nó khoan tự động luôn anh em thấy không? À, nãy giờ nó khoan là nó không có cần mà đụng tay vô, chỉ cần anh em gặn cái là nó dính ha. Đây nó có cái bộ nhông đây nè. Đó. Đây nó truyền động qua đây. Đó, con này chưa có vệ sinh nha anh em. Nhưng mà để vậy xài luôn. Đó, nắp bằng nhựa ha. Con này nặng khoảng 180 190 kg gì đó. Đó. Đó có cái nhông trong này nè. Rồi, motor này 500W nha anh em, 3 pha 200V. Đó cái bàn còn ok. Đó cái bàn còn ok nha anh em. Để luôn đi. Đó tặng cho anh em thêm cái đầu kẹp nhanh autolock, kẹp này kẹp được 16 ly nha anh em, cái này hàng tặng nha. Nó hơi xấu ha. Đó, anh em xài liên hệ em. Cây này cao 1m3. Đó, nặng lắm nha anh em. Em ở Sài Gòn Bình Tân ha, ở đây tốc độ của nó đây nè. Mình đang xài 50 hạt nè, tốc độ nhỏ nhất của nó là 170 nè, 250 nè. Đó, nhanh nhất là 1.50 nè, mình xài điện Việt Nam mình 50 hạt. Còn đây tốc độ khoan của nó đây, 0.16, 0.11, 0.07, 0.07, 0.24. Kira, Made in Japan. Ha, hàng nội địa Nhật, ở đây là cần xài liên hệ em ha. Chạy ok nha nè, bấm cái là chạy nè, đang chạy một pha luôn. Ha.